Chào cô chú anh chị nha, em còn một con máy đầu, một cái đầu nổ nữa. Đầu nổ con dài này chắc 10 phân 12 phân, rất đẹp nha, mới tinh. Này cho tôi vệ sinh nha mọi người. Này về mình gắn bơm nước hoặc là gắn xịt rửa xe hoặc là độ chế hay là cái gì đấy. Subaru nha, Subaru hàng hệ nha. Con này là EI20-3 5.0 Robin. Con này con này là máy xe con ngon xúc bên xanh. Con này 5 ngựa. Con này 5 ngựa nha mọi người nhé. Giật được không? Giật ok nha. Còn rất là mới. Con này để cho người 1.350.000 nha. 1.350.000. Đó, không bao ship nha. Làm cho cái về gắn độ chế này kìa. Giật hơi rất là căng. Máy 4 thì nha mọi người. Máy xăng. 1.350.000 nha, không bao ship, làm cho cái này nặng chắc khoảng 20 kg đó mọi người. Đó. 1.350.000 nha, làm cho chốt em, không ship code nha, không thu hộ nha, mua thì chuyển khoản thanh toán em mới gửi hàng. Hết rồi mọi người. Nhưng hết rồi sao?